Nhật ký 1051. Tôi đã cảm thấy những nỗi thống khổ lớn lao trong thân xác tôi, nhưng cũng nhận ra Thiên Chúa đang nâng đỡ tôi, vì nếu không, chắc tôi không thể chịu đựng nổi. Nhật ký 1052. Lạy Chúa Giêsu của con, nhân danh toàn thể giáo hội, con nài xin Chúa ban cho giáo hội tình yêu và ánh sáng của Thánh Thần Chúa, và xin ban thần lực cho lời các linh mục, để làm cho những tâm hồn chai đá được hoán cải và trở về cùng Chúa. Lạy Chúa, xin Chúa ban cho chúng con những vị linh mục thánh đức. Chính Chúa hãy gìn giữ các ngài trong sự thánh thiện. Ôi linh mục tối cao chí thánh, chớ gì sức mạnh lòng thương xót Chúa đồng hành với các linh mục ở khắp mọi nơi và bảo vệ các ngài cho khỏi những âm mưu cạm bẫy của ác thần hằng răng mắc, hòng làm hại linh hồn các ngài. Ôi lạy Chúa, chớ gì sức mạnh lòng thương xót Chúa đập tan và vô hiệu hóa tất cả những gì có thể làm hoen ố sự thánh thiện của các linh mục, vì Chúa có thể làm được mọi sự. Nhật ký 1053. Ngày 25 tháng 3 năm 1937, thứ năm tuần thánh. Trong thánh lễ, tôi nhìn thấy Chúa và người phán với tôi: con hãy tựa đầu vào lòng cha mà nghỉ ngơi. Chúa áp tôi vào trái tim người và phán: cha sẽ ban cho con một phần thưởng nhỏ cuộc thương khó của cha, nhưng con đừng sợ hãi, hãy can đảm lên, đừng tìm thanh nhàn, nhưng hãy chấp nhận tất cả trong sự suy phục thánh ý cha. Nhật ký 1054. Khi Chúa Giêsu đi rồi, một nỗi đau đớn kinh khủng ngập lút linh hồn tôi, đến nỗi không sao diễn tả được. Sức lực thân xác cũng suy sụp. Tôi liền ra khỏi nhà nguyện và đi về giường. Tôi không còn nhớ những gì đang xảy ra chung quanh. Linh hồn tôi chất chứa niềm khát mong Thiên Chúa và mọi nỗi đắng cay của thánh tâm người truyền sang cho tôi. Việc này kéo dài khoảng 3 tiếng đồng hồ. Tôi xin Chúa che chở tôi cho khỏi ánh mắt của những người chung quanh. Mặc dù rất muốn, nhưng suốt ngày tôi không thể dùng của ăn gì được mãi cho đến tối. Tôi thành tâm ước nguyện được ở lại suốt đêm với Chúa Giêsu trong ngục tối. Tôi cầu nguyện cho đến 11 giờ. Vào lúc 11 giờ, Chúa phán với tôi: con hãy nằm xuống mà nghỉ ngơi. Cha đã cho con trải nghiệm suốt 3 tiếng đồng hồ những điều cha đã chịu trong suốt đêm ấy. Và tôi liền đi ngủ. Tôi còn không lấy một chút sức lực. Đau đớn đã cướp đi tất cả sức lực của tôi. Trong suốt thời gian này, tôi lâm vào một cơn ngất trí. Từng nhịp đập của trái tim Chúa Giêsu đều dội lại trong trái tim và xuyên thấu linh hồn tôi. Giả như các cực hình này chỉ ảnh hưởng đến mình tôi, có lẽ tôi đã không đau khổ lắm. Nhưng khi nhìn vào đấng lòng tôi yêu mến bằng tất cả sức lực và thấy người đang phải đau đớn, còn tôi lại không làm dịu được một chút nào cho người, tâm hồn tôi tan ra trong yêu mến và đắng cay. Tôi hấp hối với người mà không sao chết được. Tôi sẽ không đánh đổi cuộc tử đạo này để lấy mọi thú vui thế gian này. Đang lúc đau khổ, tình yêu của tôi được bội tăng vô hạn. Tôi biết Thiên Chúa đang đỡ nâng tôi bằng quyền toàn năng của người. Nếu không, có lẽ tôi đã không chịu nổi đau khổ ấy được một giây phút. Tôi được cùng với Chúa trải nghiệm một cách đặc biệt tất cả những cực hình ghê rợn đủ loại ấy. Thế gian vẫn không biết gì về tất cả những gì Chúa Giêsu đã chịu đựng.
Tôi cùng đi với người vào vườn cây dầu. Tôi ở lại với người trong ngục thất. Tôi đi bên người đến trước mặt các quan án. Tôi cùng chịu các khổ hình với người. Không một cử động hoặc ánh nhìn nào của người thoát khỏi sự chú ý của tôi. Tôi đã được biết tất cả quyền toàn năng của tình yêu và lòng thương của người dành cho các linh hồn. Nhật ký 1055. Ngày 26 tháng 3 năm 1937, thứ Sáu. Vào buổi sáng, tôi cảm nghiệm cực hình năm thương tích của Chúa nơi thân xác tôi. Nỗi đau đớn này kéo dài đến 3 giờ chiều. Mặc dù không biểu hiện bên ngoài, nhưng các cực hình không vì thế mà bớt tàn khốc. Tôi vui mừng vì Chúa Giêsu gìn giữ tôi khỏi con mắt của mọi người.